Vâng, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình xin làm clip giới thiệu cho các bạn về cây hoa loa kèn màu vàng rất là đẹp như mọi người có thể nhìn thấy này. Cái cây này rất là đặc biệt nha. Hôm nay mình làm clip này mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem nhé. Màu hoa thì rất là tươi tắn, màu vàng rất là đẹp như thế này này. Trời ơi, đẹp luôn. Thì cũng chẳng mấy khi mà mình có dịp mình quay clip cho các bạn xem. Hôm nay là một cái ngày rất là đẹp trời. Hoa này gọi là hoa loa kèn màu vàng. Hình như bạn Tít nhà mình bạn ấy đi sang nhà bà Hải rồi sao ấy, không thấy bạn ấy đâu nữa. Đây là các bạn nhìn này, ở bên này còn có một cái buồng chuối rất là đẹp này, bên cạnh một cái hoa nó có một cái buồng chuối rất là hay nha các bạn. Mọi người nhìn cái hoa này rất là đặc biệt này, đây là một cái buồng chuối này. Ông ạ. Cây hoa này như kiểu là ai bẻ mất nên nó bị gãy rồi các bạn ạ. Cái màu đỏ này nó rất là tươi nha các bạn. Ở trong nó có một cái nhụy đỏ đỏ này, màu rất là tươi này. Đấy, ở bên này thì nó có một cái phần cành màu trắng nhìn rất là đẹp mắt này. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy nhé. Đấy, mọi người nhìn này, bông hoa rất là đẹp nhá. Ở dưới này là đây là chính là cái lá của nó, lá của cái loại hoa này các bạn này. Lá cũng rất là cứng cáp, hoa thì màu vàng lá này. Đây. Mọi người nhìn này. Rất là đẹp nha. Ê! Ở đây nó còn có một cái bông nữa nhưng mà nó đã bị hỏng rồi các bạn. Cành của nó bẻ là nó cũng dễ bị gãy cành ấy. Rồi bye bye các bạn nha. Chào tạm biệt. Bye bye.